Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thị xã Sapa phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Những đóa hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước. Xu hướng thành lập nhóm nhảy trong giới trẻ. Trong phần tin trong nước và thế giới, cảnh báo rối loạn tâm thần do sử dụng bóng cười. Thái Lan áp dụng chính sách thu phí khách du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng 16 tháng 2, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 99 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định 99 vẫn giữ một số nội dung của Nghị định 102, đồng thời bổ sung nội dung mới phù hợp với Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Nghị định số 21 ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ Luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nghị định 99 quy định rõ nguyên tắc đăng ký cung cấp thông tin hiệu lực của đăng ký, cơ quan cung cấp thông tin, trình tự, thủ tục chung về đăng ký biện pháp bảo đảm và trình tự thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm đối với từng loại tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định ra đời nhằm bảo đảm sự đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm, khắc phục những vướng mắc bất cập phát sinh từ chính quy định của Nghị định số 102 ngày 1 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ. Ngày 16 tháng 2, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa tổ chức lễ ra quân phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua thực hiện nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai năm 2023. Kết thúc năm 2022, thị xã Sapa có 3 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao. Số tiêu chí nông thôn mới bình quân một xã là 11,4 tiêu chí. Thực hiện nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiệu quả sản xuất nông nghiệp tăng lên. Giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 135 triệu đồng một hecta đất canh tác. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,66 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,44%. Năm 2023, thị xã Sapa tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua thực hiện nghị quyết số 10 về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa. Từ đó góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn, tạo sự phát triển đồng bộ giữa các khu vực. Tại lễ phát động, các đại biểu và nhân dân tham gia quyên góp được trên 39 triệu đồng ủng hộ cho chương trình xây dựng nông thôn mới xã Tà Phìn. Tiếp đó các đại biểu cùng nhân dân thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn, tuyến đường đi thôn Suối Thầu, xã Tà Phìn với tổng chiều dài là 2 km, tổng kinh phí đầu tư trên 2 tỷ 400 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo cho người có công trên địa bàn, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng các địa phương quan tâm chi trả chế độ chính sách đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, tổng kinh phí chi trả chế độ trợ cấp phụ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công là trên 420 tỷ đồng, chi trả trợ cấp một lần cho trên 7.800 lượt người, kinh phí trên 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc chi trả trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng được thực hiện đúng quy định. Năm 2022, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tổng rà soát với 10.818 hồ sơ người có công cần đính chính thông tin giữa hồ sơ và giấy tờ tùy thân. Các trường hợp sai thông tin đã được hướng dẫn lập hồ sơ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thông tin. Đây là cơ sở để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chế độ chính sách chi trả cho người có công theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, phong trào thi đua của tỉnh được phát động sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lao động sáng tạo, vượt khó, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những tấm gương tập thể, cá nhân ấy là những đóa hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước.
nỗ lực thi đua, mỗi người dân, mỗi cán bộ đều cố gắng thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, điển hình tiên tiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Năm 2022, Lào Cai có 119 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, 98 tập thể được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tặng cờ thi đua, 241 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc, cùng nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh. Sự ghi nhận của các cấp, các ngành đã thôi thúc mỗi người thêm nỗ lực hơn. Từ 2019 đến 2021 thì 22 thì có phải dịch bệnh rất là biến đổi rất là phức tạp thì chúng tôi cũng đã vượt qua được rồi. Và với cái tinh thần đó thì chúng tôi quyết tâm thực hiện những cái mục tiêu năm 2023 lớn hơn nữa và có những thành công đặc biệt hơn nữa. Có về vận động đối với người dân thì lúc đầu thì nó rất là khó, nhưng mà mình phải tuyên truyền vận động nhiều, thế là ví dụ như là của học dân này, như là cuộc nên là đám mà đám cưới mình giao lưu này, mình cũng phải nhắc đến, không phải là vì một người, nên là vì mọi người thì chúng ta phải nhất trí theo từ mọi người. Tôi là người vận động thì tôi phải là người như máu đi đầu. Chúng tôi đã chỉ đạo là chủ động phát hiện những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân tiêu biểu và đặc biệt quan tâm tới những cái cá nhân là người lao động trực tiếp để quan tâm khen thưởng. Và chúng tôi đã chỉ đạo ngay từ đầu năm. Các mô hình điển hình tiên tiến, đây là có một cái hiệu ứng hết sức là tích cực. Chính vì vậy là huyện cũng đang tập trung cho cái việc nhân rộng các mô hình này, cổ vũ, động viên và tuyên dương ở tất cả các cái địa phương bằng thông qua các cái hình thức, từ tuyên truyền miệng đến các cái trang mạng. Với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hành động, phát triển, phong trào thi đua năm 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, góp phần để Lào Cai đạt được những mục tiêu lớn lao hơn trong thời gian tới. Theo kết quả kiểm tra của ngành nông nghiệp, bệnh đốm lá Sigatoka đã xuất hiện rải rác tại một số vùng chuyên canh chuối như xã Bản Sen, Bản Lầu, huyện Mường Khương, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chuối. Việc thâm canh mở rộng diện tích trồng chuối tập trung đang là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại, trong đó có bệnh đốm lá Sigatoka. Bệnh này đang ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất chuối tại các địa phương. Để chủ động phát hiện và phòng trừ bệnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với các địa phương khoanh vùng, thống kê diện tích nhiễm để phòng trừ. Ngoài việc sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng sạch bệnh, bà con cần chọn đất có độ pH trung tính hoặc hơi kiềm. Khi vườn bị bệnh, sử dụng các loại thuốc đặc trị theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp địa phương. Năm 2023, huyện Mường Khương được giao trồng mới 350 hectare rừng sản xuất, 95.000 cây phân tán. Địa phương quyết tâm phấn đấu trồng vượt 30% kế hoạch được giao. Ngay từ cuối năm 2022, Hạt Kiểm Lâm huyện đã tổ chức hướng dẫn, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng. Cán bộ Kiểm Lâm địa bàn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân bỏ vốn đầu tư trồng rừng sản xuất. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, rà soát quỹ đất trồng rừng, hướng dẫn người dân lựa chọn các giống cây lâm nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và trồng đúng khung thời vụ. Trong đó ưu tiên trồng cây quế ở các xã vùng thấp và cây thông, sa mộc ở các xã vùng cao. Dự kiến trong vụ xuân, Mường Khương sẽ trồng được 170-180 hectare rừng sản xuất và toàn bộ cây phân tán. Nhảy hiện đại là một bộ môn được nhiều bạn trẻ yêu thích. Để tham gia cần rèn luyện kỹ năng chuyển động cơ thể linh hoạt. Bởi vậy, thành lập nhóm nhảy để tập luyện và thỏa đam mê đã trở thành xu hướng của giới trẻ hiện nay. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Động tác dứt khoát, bước chân uyển chuyển của những cô gái này là thành quả tập luyện sau 2 năm thành lập nhóm nhảy Wima. Cả 14 thành viên cùng chung đam mê, nhóm Wima theo đuổi thể loại dance cover với những vũ đạo sôi động của K-pop, Âu Mỹ và cả những bài nhảy của Việt Nam. Bộ môn này đòi hỏi sự đoàn kết, làm việc nhóm hiệu quả, bởi vậy mỗi thành viên đều nỗ lực. Tập nhảy thì sẽ tùy vào bài, tùy vào mức độ của bài và khả năng của mọi người, nhưng mà mọi người thì luôn luôn cố gắng để biến những cái khó thành những cái hay, cái mạnh, bởi vì thường những động tác khó thì nó sẽ rất là hay và đẹp ạ. Chưa trong xanh như thế anh vẫn.
Còn bài nhảy vừa rồi được các thành viên thế hệ thứ 10 của câu lạc bộ Dance Club ôn lại trong buổi tập của nhóm. Các động tác đều tôn trọng vũ đạo gốc, nhưng cá tính mỗi người được thể hiện khác nhau. Hầu hết các bài nhảy đều được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều bài được đầu tư quay hình tại các địa điểm đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh Lào Cai đến bạn bè. Thứ nhất thì bọn em thì chúng mình luôn cảm thấy là sẽ tăng cường sức khỏe hơn và có thể là sẽ được làm quen và quen biết với nhiều người hơn. Và khi mà chúng mình được lên sân khấu thì chúng mình cũng sẽ rèn luyện được sự tự tin khi mà đứng trước đám đông. Ngoài ra thì trong những buổi tập thì có thể được các anh chị khối trên sẽ góp ý những cái lời khuyên hữu ích, không chỉ trong việc nhảy mà là có thể là trong cả việc học tập. Trong suốt thời gian thì chúng mình vừa học tập vừa nhảy. Tuy nhiên là mọi người cũng rất là có thể là cân bằng được thời gian học tập và thời gian sinh hoạt cho câu lạc bộ của mình. Chúng mình thì thường tập vào sau giờ học khoảng từ sau khi bọn mình nghỉ học là 4:30 và chúng mình sẽ tập đến khoảng 5:30 là sẽ kết thúc ca tập. Không chỉ thỏa mãn đam mê, rèn luyện sức khỏe một cách lành mạnh, nhảy có thể là định hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai của nhiều bạn trẻ. Tại Lào Cai, phong trào này cũng được khuyến khích thông qua các cuộc thi như Vũ điệu Chào Xuân hay Sóng Trẻ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Tiếp theo chương trình, thí điểm triển khai nhận diện khuôn mặt khi đi máy bay. EU hướng đến chiến lược tiêm vaccine COVID-19 thường niên. Việt Nam quyết liệt giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững thông qua dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. Dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch được triển khai trong hai năm 2023-2024 với 3 hợp phần chính: truyền thông nâng cao nhận thức về giảm rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, thí điểm áp dụng các giải pháp sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa tại một số khu điểm du lịch tại Ninh Bình và Quảng Nam, áp dụng thí điểm và ban hành bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa, kế hoạch hành động về giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch và ứng dụng quản lý rác thải nhựa đối với doanh nghiệp du lịch. Khảo sát từ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam, ước tính ngày một khách du lịch thải ra môi trường từ 5 đến 10 túi ni lông, 2 đến 4 vỏ chai nhựa, hộp sữa và các vật dụng cá nhân bằng nhựa dùng một lần khác. Trong quý 1 năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thí điểm triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay. Phương pháp mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay, tăng độ chính xác, đồng thời tăng cường phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay và sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã. Trước mắt, công tác này sẽ được thí điểm trong quý 1 và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả sơ bộ, đề xuất phương án giải quyết. Đến đầu quý 2 sẽ tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất yêu cầu, quy định, cách thức triển khai. Sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, ngành du lịch Bình Thuận ghi nhận tín hiệu phục hồi và tăng trưởng khá ấn tượng. Trong tháng 1 năm nay, Bình Thuận đón gần 700.000 lượt khách, trong đó gần 24.000 lượt du khách quốc tế, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 1.800 tỷ đồng. Nắm bắt nhu cầu của khách, ngành du lịch Bình Thuận đầu tư nâng cao chất lượng, tiếp tục phát huy loại hình du lịch thế mạnh của địa phương là du lịch nghỉ dưỡng biển. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch lưu trú đều xây dựng gói sản phẩm combo trọn gói thiên về chăm sóc sức khỏe, tắm biển, nghỉ ngơi, vận động, tập luyện trên biển, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Dù đã có nhiều khuyến cáo, cảnh báo, tình trạng người trẻ sử dụng khí N2O bóng cười vẫn ngày càng gia tăng. Đã có rất nhiều trường hợp phải nhập viện do ngộ độc cũng như loạn thần do lạm dụng chất này. Mới hơn 20 tuổi nhưng bệnh nhân này đã có trên 2 năm hút bóng cười liên tục. Với số lượng sử dụng lên đến hàng chục quả mỗi ngày, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần khi nhập viện. Em hối hận khi sử dụng nó. Tác động đến tê liệt hết chân tay, rồi đầu óc không được minh bẫn. Và thị lực của mình, mắt mũi mình nhìn nó kém và cảm giác khó thở. Một quả bóng cười có tác động lên thần kinh của người sử dụng khoảng 5 phút. Nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài, nó sẽ trở thành chất gây nghiện. Thời gian qua, rất nhiều trường hợp phải nhập viện để điều trị cai nghiện bóng cười. Nặng nhất là họ sẽ cái tổn thương về thần kinh, nó sẽ đến trước rồi. Cả cái tâm thần nó có thể gây ảo liên tục như thế và bệnh nhân thoát khỏi thực tại, tức là sống con này liên tục bị ảo như thế thì rất là nguy hiểm.
5 năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân điều trị tình trạng ngộ độc liên quan đến bóng cười ngày càng tăng. Để giảm tải tình trạng này, các ngành chức năng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh và sử dụng bóng cười. Phải cấm sử dụng trên người vì mục đích giải trí. Không được dùng để giải trí, không được dùng để tác động đến thần kinh tâm thần mà không phải chuyên môn đặc hiệu của y tế. Hầu hết người trẻ hít bóng cười vì tò mò, thích cảm giác hưng phấn ảo và cho rằng không nguy hiểm như thuốc lắc hay ma túy. Tuy nhiên, khí N2O là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác và có xu hướng tăng dần liều sử dụng. Người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện tương tự heroin. Tin thế giới, chính phủ Thái Lan mới đây đã phê chuẩn quy định về thu lệ phí du lịch từ 150 đến 300 baht, khoảng 4,3 đến 8,7 đô la Mỹ đối với du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 1 tháng 6 tới. Dự tính quy định này sẽ giúp Thái Lan thu được thêm gần 4 tỷ baht trong năm nay. Theo quy định mới, phí du lịch đối với người nước ngoài đến Thái Lan bằng đường hàng không là 300 baht, trong khi đó đối với du khách đến bằng đường bộ hoặc đường biển, mức phí là 150 baht. Người nước ngoài đến Thái Lan trong ngày và không nghỉ qua đêm được miễn lệ phí. Trong khi đó, những người có giấy phép lao động tại Thái Lan cũng sẽ phải nộp phí khi nhập cảnh vì hệ thống không thể phân biệt giữa người mang hộ chiếu có giấy phép lao động và khách du lịch thông thường. Tuy nhiên, sau đó những người này sẽ được hoàn trả lại tiền. Cuba thông báo đã nhận được chuyến hàng chở 25.000 tấn lúa mì của Nga vừa cập bến tại thủ đô La Habana. Tại lễ bàn giao, đại sứ Nga tại Cuba khẳng định Moscow sẽ tiếp tục hợp tác và đồng hành cùng những nỗ lực của La Habana để phát triển các lĩnh vực như công nghiệp, máy móc, giao thông vận tải và năng lượng nhằm khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các biện pháp cấm vận bao vây của Mỹ. Ông nhấn mạnh bất chấp những khó khăn, Nga và Cuba vẫn tiếp tục phát triển mối quan hệ chiến lược dựa trên nền tảng lịch sử của tình hữu nghị, đoàn kết và cảm thông giữa các dân tộc. Tháng 4 năm ngoái, Moscow cũng đã chuyển cho La Habana gần 20.000 tấn lúa mì, trị giá ước tính 6.300.000 đô la Mỹ. Cơ quan dược phẩm châu Âu EMA bày tỏ hy vọng các chiến dịch tiêm phòng COVID-19 sẽ được triển khai thường niên giống như tiêm phòng cúm. Người đứng đầu đơn vị phụ trách chiến lược vaccine và các nguy cơ sức khỏe của cơ quan dược phẩm châu Âu, ông Cavalleri cho biết, dù hiện nay virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 chưa thực sự được coi là virus gây bệnh theo mùa, nhưng đây có thể là xu hướng dịch bệnh trong tương lai. Ông Cavalleri cho biết, số ca mắc mới, nhập viện và tử vong do COVID-19 ở Liên minh châu Âu-EU đã giảm xuống các mức thấp nhất trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, virus vẫn lây lan và cần phải có cách tiếp cận có chiến lược để duy trì lượng vaccine đủ để cung cấp mức độ bảo vệ ở quy mô cần thiết trước nguy cơ xuất hiện các biến thể mới. Một nhóm các nhà cổ sinh vật học người Peru mới đây đã khai quật được hóa thạch hộp sọ của một cá voi thời tiền sử ở sa mạc Peru. Hóa thạch hộp sọ cá voi trưởng thành mới được khai quật dài 1,3 mét. Ước tính chiều dài của con cá voi này từ 5 đến 5,5 mét. Theo các nhà nghiên cứu, với răng và hàm khỏe của hộp sọ mới được khai quật cho thấy tổ tiên loài cá nhà táng có thể đã ăn các vật thể khác ngoài mực và cá nhỏ. Đây là hộp sọ được bảo lưu tốt nhất thuộc loại này được biết đến trên thế giới đến nay. Hóa thạch cá voi đã được tìm thấy trên khắp các đại dương trong hơn 150 năm, song mọi thứ được phát hiện trước đó hầu hết chỉ có răng hoặc những mảnh vỡ rất nhỏ khác. Hóa thạch hộp sọ mới khai quật sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Lima, Peru. Cánh đồng hoa rộng gần 5 hecta ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang được trồng phủ kín với nhiều loại hoa như thạch thảo, cúc họa mi, hồng tường vi, hướng dương. Bên cạnh vẻ đẹp của những loài hoa đua nhau khoe sắc, nơi đây còn có rất nhiều tiểu cảnh cho du khách có thể check-in. Hình ảnh những cánh đồng hoa đẹp bậc nhất miền Tây sẽ có trong mục Góc nhìn cuộc sống ngay sau đây.
Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh trong mục Góc nhìn cuộc sống đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.